Thôi, tới em, chào tất cả các bạn. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình tiếp tục quay lại với clip trôi lông cà nha các bạn. Thì nãy giờ sáng giờ anh em mình có ngồi sao chổi trùng bò, kiên trùng bò của lông cà các bạn. Thì anh em mình ngồi chơi game, lông cà chơi game thì có khát nước. Ngày nào lông cà cũng sai mình đi mua nước riết luôn các bạn. Ngày nào cũng đang chơi game mà cứ sai mình đi mua nước về cho lông cà uống để phục vụ lông cà chơi game. Đó, như giám đốc vậy. Thì bây giờ sáng hôm nay mình có một clip đặc biệt dành cho lông cà luôn. Trôi độc luôn. Đó. Đây các bạn, đây là một lon nước ngọt nha. Thì bây giờ mình hôm nay mình phải làm một cái màn trôi để mình pha chế luôn, chứ không có nước ngọt thường nữa đâu các bạn. Mới chưa khui luôn nha, đó nó mới chắc. Hôm nay mình biết các bạn đoán thử pha với cái gì các bạn biết không? Đây, 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 đây. Nước mắm mà phải nước mắm loại VIP luôn nè, cá cơm luôn nha, nó mới chắc được. Ok các bạn, thì bây giờ không có liên quan thêm nữa các bạn. Quá chi là cây cú nó luôn rồi. Bữa giờ nó trôi mình quá chi là nhiều luôn. Với lại nó sai mình đi mua nước cho nó hàng ngày luôn. Bức xúc. Nên hôm nay mình phải bức xúc. Lật lại tình thế các bạn. Phải trôi nó. Đấy, bây giờ mình sẽ khui nó ngọt mình pha với nước mắm nha các bạn. Trời uống mình chắc. À. Thơm ngon rồi các bạn biết nha. Mình dùm uống chị xuống còn xíu nha các bạn, lần xíu mình chớ nước mắm vô được pha nó mới chắc. Bây giờ mình sẽ cho cái nước mắm này nó vào nước ngọt nha, mới chắc. Nước mắm mùi cá cơm nó hôi xin lỗ luôn. Tỷ lệ bao nhiêu các bạn? Vậy là các bạn cắt. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ lén lút mình đem vào lông cà. Bây giờ nó rất chi là chăm chú cái chuyện mà uống game luôn bạn, không bao giờ để ý tất cả mọi hành vi của mình làm diễn ra như thế nào. Lông cà không cần quan tâm, một khi lông cà đã vô trận đấu của game là không bao giờ quan tâm bất cứ một chuyện gì luôn. Không nói lại cho mày, lấy cái bình vậy thôi. Đi mua không? Hai lon nước này lâu chưa mày? Xem trận chưa? Chưa. Uống gì nãy chưa xong mày? Đi mua mà bạn có nước phải chạy lên quán kia nên nó lâu một xíu. Hả? Chẳng đại, tao mua con lon à. Tiền nào nữa mua mà thằng lon mày. Tiền có ăn cùm này mà hai thằng uống chung lon được rồi. Không lấy dữ mày. Hay tiền bồi nó nói. Đang đợi chồng. Đi nào. Nãy em mà muốn nước nào đồ không biết này mà mày nè đồng chai đi mua nước dở lấy miếu khui đưa mà uống nữa nè. Uống nước này hả? Uống gì vậy? Nửa lon mày không mua hai lon ơi, tiền không mua hai lon mày. Muốn lon gì hay thì uống chung được rầu chứ tiền không mua hai lon vậy. Ủa cho đại mày. Tiền là mua hai lon gạo. Ủa cho đá mày. Lon thẳng nước rồi, tiền là mua hai lon đó, tiền mua gạo ông cùm chứ mày. Uống đá gì cho còn tao. Mày gần ngang vua tao quá. Chứ vậy. Ngầu chơi game thì mua nước gì tao uống, giờ còn chơi ít chơi nhiều chơi hai lon. Mày dối á. Uống thì còn chút này đưa tao mày. Thẳng nữa giờ làm sao, giờ mua hết lon ha. Chưa uống hết là may rồi, khôi cho uống luôn á. Yeah. Wow. Bị gì đâu? Bị đâu? Bị vậy? Gì vậy? Thì nước ngọt cái gì? Trời, tao chưa kịp uống mì đó nha mày. Quỳ lo ngọt mua chưa uống mì đổ vậy? Quỳ mày vậy? Ui trời. Còn ngọt chưa uống cái đồ hết vậy mày? Bị gì vậy? Tanh gì đâu, nước mắm cá cùng như đầu tanh. Hay coi tao này.
cho mày chừa biết làm gì không, cho mày uống nước mắm đó, cho mày chừa tật mà chơi game mà say đi mua nước ngọt nha con. Tao uống nó cái hình này thích giật dạo vô uống được kìa. Ngon không? Ngon, nước mắm cá cô mà ngon, nước mắm thượng hạng luôn á. Ok các bạn ơi, thì màn trôi mình thực hiện lông cà, ok. Hôm nay mình phải pha chế cho lông cà uống một pha nước mắm nó mới chắc được các bạn. Ngon lắm. Ủa, ta nói ui dồi, đang chơi, đang thấy, đang vui rồi mà lông cà lại tiếp tục vào trận nữa các bạn. Giờ có đi mua nước không? Tao sợ quá rồi. Nó này nó lên chức dạng như là vua các bạn. Nó ngồi chơi game mà ngày nào phải sai mình đi mua nước rồi bạn. Thực sự là nó rất chi làm biến luôn. Mình phải pha chế nước mắm cho nó uống nó mới chắc được. Cảm giác như thế nào Leon? Trời, nó hâu còn tanh. Tanh quá. Về nãy mình rót nước mắm vô bạn, nó phản ứng với cái nước ngọt xìu xìu chuối bột kinh lắm nha. Không biết là cái đó nó có cái chất gì mà hai cái nó xúc tác lại, nó phản ứng như hóa học vậy các bạn. Chúng mà dù gì dù cho mình là vui rồi các bạn ơi, mình cực kỳ vui luôn. Đó, tôi được lông cà. Nó bữa nào ta coi mày lại cho nó uống nước mắm nó đã các bạn ơi. Chung là mình rất là vui luôn, rất là vui khi được trôi thành công lông cà. Thôi, clip mình xin kết lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video này trôi lông cà độc đáo và hay, đừng quên để lại thêm một like nhé. Và nhớ kích vào đăng ký để nhận được những video mới nhất từ team nha. Bye bye. Bye bye các bạn, bye các bạn nha. Trời, chào trời nha các bạn.